Thưa quý vị, cùng với cả nước, hơn 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Phú Thọ đã hoàn thành kỳ thi bước ngoặt của cuộc đời. Tạm gác lại công việc, phụ huynh thấp thỏm chờ con bên ngoài các điểm thi, các lực lượng hỗ trợ thí sinh khuyết tật, thí sinh bị gãy chân hay nấu những phần cơm đảm bảo dinh dưỡng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi là những hình ảnh xúc động tạo nên bức tranh đầy cảm xúc của kỳ thi năm nay. Những khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 sẽ kết lại chương trình thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt quý vị. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không...